Hello, xin chào các bạn, chào mừng đến với đây chuyện di động.com. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi dán cái miếng dán bảo vệ camera bằng nhựa cứng cho cái điện thoại Xiaomi 14T Pro nha các bạn. Thì trong cái bộ này mình sẽ dán cái miếng nhựa cứng cho cái phần đế hình vuông ở bên dưới và thêm bốn cái miếng nhựa cứng dán chồng lên bốn cái con mắt camera phía trên nha. Thực tế thì nó có ba con mắt camera và một cái đèn nha. Nó làm bốn con giống nhau có cùng kích thước. Thì cái phần nhựa cứng thì như mình lột cái đế cái phần chữ thì các bạn cho nó để lên trên, còn phần dưới nó miếng trong các bạn chỉ cần bẻ cong nhẹ ăn cái ngay cái góc á thì nó sẽ hở cái miếng đế ra, chúng ta lột bỏ đi chúng ta dán lên ha. Mà trước khi dán các bạn nhớ canh cho cái vị trí cho nó chính xác ưng ý theo cái hướng mà mình mong muốn á, nó chia đều mấy cái lỗ ra rồi mình sẽ đặt lên nha. Còn cái phần chữ ở bên trên chúng ta sẽ cà cà ngay cái góc một chút xíu á rồi chúng ta sẽ vuốt nó ra, như vậy là chúng ta sẽ kéo nó ra, như vậy là sẽ xong cái đế đấy, rất là nhanh chóng. Còn bốn con mắt thì cũng tương tự như vậy thôi, thì các bạn cứ để cái phần mà có chữ màu vàng ở phía trên nè, rồi cái phần dưới á thì các bạn sẽ dùng cái móng tay á, các bạn khử nhẹ một chút xíu thôi, đó nó bỏ ra cái màng dưới nó sẽ để lộ ra cái lớp keo. À, cái miếng này thì thực tế nó là loại bốn, ôi xin lỗi, loại loại ba lớp nha các bạn, ba lớp đó. À, cái lớp màng ở trên màu vàng nè, còn cái lớp lột bỏ đi ở dưới tròn tròn á, rồi cái lớp giữa thì chúng ta sẽ sử dụng, nó là loại nhựa cứng, nó dày. À, cũng gần gần bằng cường lực các bạn, mỏng hơn một chút xíu ha. À, nó sẽ phù hợp với các bạn chỉ muốn cái dán những cái loại mà nó giữ lại được nguyên bản cái màu máy nè, nó chỉ cần mức độ là chống trầy xước cho cái camera thôi. À, chất lượng hình ảnh thì không, nói chung cũng không đến nỗi ấy lắm, nó cũng khoảng còn khoảng 8 9 trên 10 nha các bạn, chứ không đến nỗi lắm đó. Thì cái nhu cầu của bạn ở mức đó thôi. À, thì các bạn có thể dán cái loại này, nó sẽ thẩm mỹ hơn là dán những cái vòng camera to nặng dày có viền màu này nọ ha. Đó, cái cách làm nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần coi theo clip này là các bạn sẽ làm được thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Đó, để cho nó chúng ta có thể dùng cái miếng keo để chúng ta giữ cái bề mặt trên cũng được, rồi chúng ta lật bỏ cái lớp màng mỏng ở dưới, rồi sau đó in nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khều nhẹ ngay cái mép một chút xíu, lấy móng tay chúng ta cà cà một chút xíu. Đấy, càng càng chút xíu rồi chúng ta sẽ kéo nó lên, kéo cái màn chữ màu vàng lên các bạn. Đó, cứ cà cà vài lần là nó sẽ hơi bong bong ra, là các bạn sẽ lấy ra được à. Đó, đó là con thứ nhất. Rồi bây giờ còn ba con nữa thì cách làm nó cũng tương tự như vậy thôi. Ok, thì cái lần đầu làm này có thể là nó hơi lóng ngóng một chút xíu, nhưng có clip này thì các bạn làm theo là sẽ được thôi. Thì sau đó quen tay rồi thì mấy cái con còn lại các bạn gỡ nó cũng sẽ nhanh hơn cái con đầu tiên đấy. Cái này nó quá nhỏ nên không thể nào dán mấy cái tem mà để bóc ra nha các bạn, nó nhỏ quá nên chúng ta chỉ có thể gỡ nó bằng tay thôi. Thay vì dán BBF nó mỏng hơn, nhưng mà BBF thì cái chất lượng hiển thị của nó sẽ kém hơn, với nó dễ bị nhăn hơn á, thì chúng ta dán cái loại nhựa cứng này thì nó sẽ tối ưu hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh lại sạch. Các bạn thấy là gần sau khi dán xong chúng ta nhìn vô có cảm giác như chưa dán không? Các bạn thích vẻ đẹp nguyên thủy thì sử dụng cái loại này nha. Đấy, nhìn nhìn không nói thì cũng khó mà biết là nó là dán rồi các bạn ha. Clip đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của đồ chơi di động nha. Nhấn like, subscribe nha các bạn.